Hello Quang Phạm, xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay thì Quang đến thăm nhà của bé Bi nha. Đây là nhà của Bi nè. Chào anh, chào cô chú đi. Dạ, chào cô chú. Dạ, ông bà đi. Giới thiệu nhà cho mấy chú rồi. Rồi xe này nữa bỏ đâu? Dạ, để đây, xíu luôn nhà, đi. Nhà chú Tư á. Mai mốt con ngủ đâu? Dạ, ngủ nhà chú Tư. Nhà này. Nhà bên kia ha. Dạ. Nhà này của con ha. Dạ. Tao vô thăm nhà coi. Dạ. Để nhà của Bi là không ai ở chứ nghe. Con hồi nhỏ luôn. Dạ. Ừ. Vô thăm nhà của Bi nè. Dạ. Lấy ba hả? Bỏ ngựa này là bưng gỗ. Chị đó mua. Ừ. Chị thứ năm mua đây. Ồ, nhà Bi cũng được chứ bộ. Im chứ. Con cái là to nên lâu quá nó mục thôi. Trời ơi, cái gì chưa? Đâu? Đâu? Con nhỏ. Hình nhỏ. Ồ. Trời ơi. Dữ. Hết con không? Cưng chưa? Đâu hình nhỏ đây hả? Dạ, đó là 14 tuổi. Ồ, trời ơi. 14 tuổi hả? Dạ. 14 tuổi lúc này là có bị chưa? Chưa. Chưa hả? Mới đi mà đi thành phố bị luôn đó. À, đi thành phố mới bị mới gan vậy đó ha. Ồ, đẹp chứ bộ. Đẹp quá trời. Trời ơi nè. Đó, đẹp gái chứ bộ. Giờ nhận đâu ra. Gì thấy hình này rồi ha. Dạ, chưa. Chưa luôn hả? Rồi bữa nay giờ đăng lên cho anh Duy thấy luôn. Ừ. Để chụp hình lại nhỏ đó. Một hết rồi. Đúng rồi. Hình hồi xưa của bé Bi nè. Ở nhà giờ không ở nữa. Bờ nhà sau này cháy. Cháy sao cháy vậy? Nhà sau này điện chạm đây là cháy rồi. Điện chạm không em ra cắt cửa ổng. Cháy nè còn khét nữa. Ờ, hồi xưa bị cháy ha. Thì nói ngay đi, lúc trước thì ông cũng có ruộng mà tại vì bệnh hoạn thất làm ăn. À, bệnh hoạn rồi bán hết ha. Nhà này cũng ngay ở mấy năm rồi. Thì tới ông bệnh đi gã dạ, đi. Dạ. Đúng rồi. Cũng như là ông ngồi này là thấy tôi đi ruộng về là như không có nhà chứ. Đói bụng lắm ngồi lết. À, ba của Bi hồi trước ngồi đây đây hả? Dạ. Ngồi đây nè. À. Lúc trước này ở đây. Dạ lúc trước chị thứ sáu. Cảm thì lại tắm gửi cho ông đó rồi. Dạ đi lên Bình Dương rồi. Thấy cũng cực nó hận em lo trong thời gian. Dạ, tấm hình này là của chị hai con nè. Đâu hình chị hai em đâu? Chị hai bữa nói gì bệnh rồi. Dạ, đây nè. Phải đắp giường đi trị cho chị hai ha. Dạ. Ồ, chị hai năm nay nhiêu tuổi rồi? Chị hai con ba gần bằng mẹ của mẹ của bé Di. Ờ, gần bằng mẹ của Di ha. Bằng tuổi luôn. Ai ở trên thì tôi tính là bạn anh em lại dọn. Rồi nó ngủ mà nó không dám ngủ đâu. Nó không dám ngủ hay ngủ. Nó nứt này nè. Ờ nứt dữ vậy. Nó vụ chơi hư hết trơn rồi. Nhà nứt rồi. Con hư rồi. Thầy sửa chữa lại. Có tiền người. Nói chung cái này là phải sửa chữa về vấn đề cái nóc rồi. Nhà không có người ở. Bây giờ có mình nó sao có bên út luôn cái gì. Trời ơi, ở đây, bây giờ ở đây, ở đây. Ở đây thì được, mà riêng hả, người ta nói này nói kia thì tôi có nói với chị nó rồi. Ừ. Nhà tôi thì nó rộng, mà người ta ở nó thì sợ thiên hạ, người ta nói bậy bạ, mình cũng là người chú thì cũng là, cũng lo. Chú bây giờ cha mất bây giờ chú là cha gì chú. Mất mẹ chú gì? Chú ở đây, con nói để nó đi học hành cho đàng hoàng. Nó ở bển thì cũng được, mà nghe người ta xì xù, tôi nói này nói kia thì ý nói là nhà của nó thôi, để nó ở, đúng không? Không dám ở mình đâu. Nó thì đó đó đang lo cho nó là vậy đó. Thì nó ở không, mình không dám ngủ bạn bè là nó ngủ nó ở đây còn nguy hiểm hơn nữa. Tập tụng nữa. Ở đây thì không có giữ trẻ. Để từ từ rồi mình ủng hộ nó. Đúng rồi. Quen. Ờ. Đạo thấp thì ok. Còn tiền bạc. Cô thấy bị cái này quá rồi, nó tiếp rồi đây, chị nghe. Cô làm sao của Bi? Ở gần nha. Có chiếc xe mới này đó. Ghế thấy ông vui không mấy cô? Đó đó có xe mới vậy. Nó chứ. Mua cho vậy mà ăn cho con đi. Có vợ có con nữa. Đó đó, ra xe mới xe đẹp không? Đó đó. Ông chắc cái điện cái gì cho đó rồi đó. Đó mới chắc không? Cô là nhà chú nào? Nhà ở bên đó. À, nhà bên đó đấy ha.
Không, bây giờ cho hai đứa nó qua liên hệ nhau bằng điện thoại rồi à. Không có còn như là xưa. Bây giờ cho tụi nó đi học rồi. Giờ gắng lo cho nó cái nghề để nó học, nó có cuộc sống. Chị đồng tính với con đó, thì mua xe cho con ha. Rồi điện thoại. Tính đốt đèn nó dọn cho nó sạch sạch cho nó từ từ nó dám chân à. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con với tiền phòng trọ rồi đó. Với tiền chị qua con mua đồ cho em vợ đó. Ba nói vậy chừng ha. Bây giờ là con cho lại con 3 triệu. Dễ gì, chứ này không có đâu. Mấy ngày nó quậy còn hơn vậy, nó đi mấy ngày đó. Thôi đi mấy ngày ha. Ừ, đi mấy ngày nó đi lên đi xuống nó không ăn nữa. Ba triệu để dành ha. Dạ. Đó, con phải để dành đó. Học nghề đó, cùng học chỗ, hai người đó học được. Dạ. Có mỗi đứa học nơi cho nó lớn lên, hai đứa nó lo kè kè nhau đâu học hành gì được. Quần áo không ạ? Đón chừng ba cho tiền xài. Dù sao cũng bây giờ theo ông nội đó. Ở đây con không có chịu ăn uống đâu, con mày đi mấy bữa nó về xuống đi. Đây đúng mà. Nó nói nhà xuống đây nè. Rồi tụi nó có quậy quạng gì không? Nhà sát bên cũng thay mặt. Không có quậy quạng gì đâu. Em trong xóm người ta cũng thương như vậy. Dạ. Lo nó một phần là tiền bạc chỉ 3 triệu thôi, 3 triệu thôi. Dạ 3 triệu. Dạ. Chiếc xe cũng có nghề nghiệp nó. Rồi, có điện hai luôn rồi nha, có điện hai, có 3 người hết luôn rồi. Còn bữa nay cũng em thì mấy thím chị của mình cũng lại ủng hộ kìa. Dạ. Cũng lo được gì, mấy mốt đừng có đi chơi đâu đó. Ráng cố gắng, tại vì bên Mỹ, chị bên Mỹ cũng gửi tiền thôi cho con cháu học hành á, đừng có để sau này có pháp. Dạ. Gắng học hành cho người ta, đừng có đi lôi thôi nữa. Dạ. Rồi, cũng là cảm ơn tất cả bà con bên Mỹ, anh em với chị nha. Lâu lâu rồi. Mới dành cho là chút sao được 20 triệu không? Đúng rồi, tôi là đi học, tôi đi làm tới 20 tuổi mới dành tiền. Mới đủ của vợ. Bây giờ ước mơ chết sớm hơn 3 năm rồi, giờ con phải cố gắng. Cố gắng phấn đấu nè. Dạ, cảm ơn cô chú nữa. Sợ là không có tiền. Cố gắng thay đổi bản thân sau này giúp phụ giúp gia đình nữa. Với tương lai của con nữa. Nghề nghiệp gì giờ nữa cũng có chưa là đó. Có này đủ, em có điện thoại xịn xài luôn vậy đó. Người tính điện cho người chị thứ hai nó là thấy nếu mà không dám ở thì chắc cho bả về đây bán tốt. Ở với nó, đuổi cho nó học nghề cho ở với nó luôn. Có người quản lý ha. Đúng rồi, chị cũng được á, thấy ổn á. Thế là đóng tiền học cho con rồi. Là con phải học nè. Bà qua đây, bà không bán số thì bà đi bán đồ gãy gì chút đỉnh đó. Dạ đúng rồi. Cũng qua ngày sống. Cái đó là anh em kêu gì ở với mình. Bạn gì đó, là còn không dám ở thì để tôi tính với bạn gì đó. Tại vì bây giờ nhỏ chị dâu có tai nạn hồi chưa nữa. Thì tính điện không bắt máy. Tới cái đó cũng để tôi bảo với bà sao. Chị dâu của Bi bị tai nạn. Xe cán hả? Xe tống hồi 7 giờ mấy? Tại sáng ngày đâu? Có bị cái đầu với cái lưng. À. Người thứ 6. Người có thông tin rồi có sao không? À, điện đi là đang trong một phút. Thì lúc trước thằng đó ở đây nè. Ở đây thì tôi cũng nó cũng nghèo khổ rồi, tôi cũng lo cái phần giúp đỡ cho nó thiếu hụt gì đó. Yeah. Mình lo nhiều thì cũng nó không có cũng giúp đỡ nó phần nào. Bây giờ tôi thấy thôi vợ ở đây thì mày với vợ đi làm bến đi, giờ có tay nào. Yeah. Làm đâu tình chưa làm cho mẹ đó. À. Đi học. Thì hổm anh đi quay đó thằng có một thằng trai nhỏ nhỏ đó là con của ông đó đó bị đau mẹ đó đó mẹ đó nói nghèo khổ cái gặp cái eo vậy đó tai nạn bệnh hoạn hoài. Mấy đứa mà nhỏ nhỏ đó mà bà nội ẩm đấy ha. Đúng rồi, đúng mẹ nhỏ nó tai nạn thôi 7 giờ mấy mới điện về hồi 12 giờ. Xui dữ vậy. Xui dữ. Chắc đi làm ở trên đường đi làm về hay sao? Tội nghiệp ổng. Lúc bỏ rơi ổng trời ơi ổng bò. Ổng bò lết rồi đó. Ổng mắc trên đây nè. 11 giờ cho đi sủa, rồi đến đây sau em đang chạc á, 11 giờ đêm á, đang làm đất ruộng rồi mình xả đó. Rồi dạ. Thì thấy chó nó sủa qua em lội vô gọi đèn đó, mà thấy ổng nằm im luôn. Thấy im luôn rồi chắc mắc rồi mình không dám vô nữa. Rồi bắt đầu mình đi chạc nữa, tới 3 giờ sáng em lội vô lần nữa. Thấy tình hình như là sao nó lo sao. Rồi bắt đầu 5 giờ rưỡi em gọi đèn, ổng gọi đèn thấy ổng nằm riêng vua đắp mền nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bắt đầu là em mở mùng ra gọi đèn là thấy kiến nó bò từ lỗ mũi ra là em chạy ra là ổng mắc rồi. Anh em chạy lại rồi gọi điện cho anh em, nhiều khi là người không có tiền lại, nhiều khi bao xe ở đây cũng trả, nhiều khi nó thật khó. Rồi. Lúc có ba bệnh hả? Tai biến. Tại vì tai biến. Biến không đi được. Ông đẹp trai lắm. Ông đẹp lắm hả? Đi giống ba đẹp trai. Hồi xưa thì không có mấy đứa còn nhỏ nhỏ là có ruộng, tại vì là chăn nuôi vịt. Rồi thắt.
bị bãi giật bán hết đất đai luôn. Đâu phải đâu, chị hai lúc đó bị còn người chị bị liệt nữa, người chị thứ hai bị liệt nữa, người bán cũng lo cho nhỏ luôn, lúc cũng thương hả, nó bị liệt cái gan nè, nằm tại chỗ không thứ? Không bị liệt cái gan mỏ, bây giờ còn mỏ gan nhỏ thứ hai bán ở trên đất nè. Bán rồi sau này mới con nhỏ đó mổ thật rồi xong nữa thì tới thằng Út, anh nhỏ này bị tai nạn chết nữa. Rồi, anh cũng bị anh tôi bị tai nạn chết hả? Anh tôi lấy cái hình đó đem đi chùa, tại vì không ai thờ, đem đi chùa. Người tai nạn hả? Ông bắt sao thằng kia? Ông bắt sao hả? Thằng kia y địch ổng á. Ba bây giờ thờ đây ha, qua đây cũng không ai thờ chứ không ai ở ha. Không có Tết em rồi em cũng một chén cơm với rượu được cũng cúng nó một chén. Dạ. Dạ. Cái ly rượu này là thằng nhà này muốn ở là phải sửa lại nhiều cái nóc mới được. Chứ thôi dột hết trơn. Chai để cơm đi có giỏ. Đi Tết á nhiều người có gì mình nuốt một chén để đó thấy tội nghiệp vậy đó.